Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum mọi người nhé. Nay em lên cho mọi người một ít cái máy công cụ này và một ít pin các bác nhé. Đấy, pin thì nhà em bây giờ nó quá là nhiều loại rồi, nên là bác nào cần cái gì thì cứ báo em nhé. Đấy, sẽ có đủ hàng để phục vụ các bác nhé. Rồi, thì máy móc công cụ cầm tay thì hôm nay nó về được mấy mẫu này. Ngon bổ rẻ các bác nhé, ngon bổ rẻ, phải nó gọi là ngon bổ rẻ. Thì bác nào có nhu cầu về máy móc này, pin hay là linh kiện để đóng pin, và các bác muốn khởi nghiệp về làm nghề pin, cần cái gì thì cứ báo em nhé. Cần gì báo em có đủ các loại cho các bác chơi nhé. Rồi, đầu tiên em xin review cho các bác mấy cái máy công cụ trước các bác nhé. Đấy, từ rẻ cho đến đắt, từ đắt cho đến rẻ, mấy cái máy này thì đa số là toàn hàng rẻ thôi. Nó rẻ so với 1/10 so với tất cả các loại hãng, tất cả các đồ này của hãng các bác nhé. Rồi, cái này thì là máy Trung Quốc nha các bác nhé, máy Trung Quốc nhé, bọn em đặt gia công thôi, chứ còn không phải là máy xịn sò quá gì đâu. Đây, con này là đầu kẹp 13 ly này các bác này, đầu kẹp 13 ly. Thì thằng này là Zhongcheng 13 ly, cái hãng Zhongcheng này thì hiện tại nó không có đâu các bác nhé. Đừng các bác đừng nhầm tưởng hãng Dongcheng nhé, Dongcheng là nó khác ấy. Còn cái Zhongcheng này là bọn em bịa ra nhé. Đấy, lấy khuôn, lấy mẫu rồi bọn em làm rồi đặt bên Trung Quốc làm, chứ không có phải là hãng Zhongcheng đâu các bác nhé. Đấy. Đây. Rồi, con này là con khoan 13 ly các bác nhé. Khoan 13 ly có 3 cấp, cấp khoan khoan vít này, khoan thường, khoan có búa này các bác này. Đấy, cấp trượt cũng khá là ngon lành các bác nhé. Đấy, cấp trượt có khoan khá ngon lành đấy. Đầu kẹp thì Autolock 13 ly này. Thằng này thì là động cơ không chỗ than, có đóng đằng sau nữa các bác nhé. Đây là hàng chân phổ thông M21 các bác nhé. Đấy, 18 với lại 21V thì các bác chơi được hết các bác nhé. Đấy, cứ là cái chân M21 đấy là được. Rồi, cái thằng này hiện tại một thân máy thì em bán cho các bác giá là 350.000 nhá, chưa bao gồm phí ship. Đó. Rồi, tiếp theo là cái đồ nghề chiến cho các bác này. Thì cái này là cái thân máy mài nhá, con này ăn dòng cực kỳ lớn nha các bác nhá. Con này ăn dòng cực kỳ lớn nhá. Lưu ý giúp em con này ăn dòng dã man nhá. Đấy, lưu ý giúp em là như thế. Con này á các bác mà chơi khoan á, cắt á thì các bác tốt nhất là đóng 12A hoặc là 8A như em này. Chứ các bác mà đóng 4A, 5A thì nó ăn dòng lắm các bác ạ. Con này 3 cấp chỉnh lực nhá, khoan có cò bóp này. Đấy, cò bóp có giữ các bác nhá, khá là mạnh đấy. Nói chung là con này thì khá là ok các bác ạ, khá là ok trong tầm tiền, không chỗ than các bác nhá. Mài không chỗ than M21 các bác nhá, có 3 cấp chỉnh lực. Con này thì tất cả đồ linh kiện thì các bác cần gì ới em nhá. Thì thằng này á em bán cho các bác giá 330.000, bữa nay thì về thêm được cho các bác cái chén này, cái khuôn này. Đấy, đầy đủ như này mà chỉ có 330.000 thôi. Bác nào có nhu cầu lấy alo nhá. Mài này. Rồi. Bu lông. Con này lực của nó là 300 niu các bác nhá. Con này lực 300 niu, thì con này thì cho các bác bắn sửa xe máy là vừa này các bác này. Đấy, sửa xe máy rồi bắn những cái vừa vừa là ngon lành luôn. Con này thì bắn khoan bắn vít đều được. Con này thì nó có cả lỗ ở trong này thì nó bắt vít này. Con này em bán nhiều rồi các bác nhé, quá nhiều luôn. Con này em bán nó mấy trăm con một tháng này, mấy trăm con một tháng luôn các bác. Các bác vừa xỉ vừa lẻ. Thì thằng này hiện tại em cũng đang bán cho các bác giá 350.000 một body thân máy nhá, không chỗ than. Con này bu lông nhá, không chỗ than. Đấy. Rồi, tiếp theo là con nhái của Makute. Đấy, con này á thì là nhái theo DTW700 các bác nhé. Con này thì lực của nó thì là đúng 700 niu luôn. Đấy, ghi đúng 700 niu luôn các bác nhé. Bởi vì thằng này á nặng, cân nặng của con này là gần 2 kg, 1 kg 9 năm mấy đấy các bác, 1 kg 9 năm mấy các bác, còn thiếu 50 mấy gram nữa là được 40 mấy gram nữa là sẽ được 2 kg các bác nhé. Nặng lắm, con này thầy cầm tay phải chắc nha các bác nhé. Cái này thì nó giải quyết được tất cả các loại vít trên giải quyết được tất cả các bu lông ở trên xe máy các bác nhé. Đấy, bu lông trên xe máy là ok. Con này giá là 580.000 các bác nhé. Nặng lắm, con này phê lắm. Rồi, tiếp theo hôm nay về một mẫu mới này. Con này em chỉ có 3 con đấy nhá, về lấy mẫu thử thôi. Ổn định thì em sẽ bán tiếp. Đấy, các bác mà mua mà nhiều, số lượng nhiều thì em sẽ bán tiếp, mà các bác không thích thì thôi.
Đấy, động cơ liền khối các nhá, con này động cơ liền khối rất là ngon. Rồi khoan chỗ khoan hai cấp độ nhá, khoan thường và khoan có bố nhá. Con này cho các bác nào mà đi làm camera và khoan chút lõi đồ nằng nhằng thì các bác ok nhá. Nói chung là uy tín đấy, con này thì khả năng cao là các bác sẽ chuộng này. Giá là 850.000 một cây các bác nhá. 850.000 một cây. Đấy. 850 nhá, giá là 850. Bác nào có nhu cầu lấy alo, có cả cữ này. Đồ đằng nhằng đầy đủ luôn các bác. Nói chung là tay cầm cữ đồ này nó đầu khóa nhanh nhá. Đầu bê tông khóa nhanh này các bác này. Đấy. Nói chung con này động cơ liền khối nữa nhá các bác nhá. Khá là ngon, 850.000 một con. Đấy, hiện tại em mới về chỉ có 3 con thôi. Bác nào có nhu cầu lấy thì alo em nhá. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo là em review cái khối cát trơ này. Cái khối cát trơ này thì em sẽ có hai dòng. Một dòng là có hộp và một dòng là không có hộp. Và tất cả đều em bao cho các bác là đều mới tất. Đấy, mới hết, 100% hết. Nhưng mà một dòng là có hộp và một dòng là không có hộp. Thì dòng này là dòng không có hộp. Đấy, và không có tem. À, không có hộp và không có tem. Thì cái thằng này là một lô này á, là bọn em về á, là một lô thanh lý nha các bác nhá, thanh lý công ty. Thì nó sẽ gồm có những sản phẩm chưa đưa ra thị trường và có những sản phẩm đã đóng gói đầy đủ. Đấy, thì các bác lưu ý nhá, về hai cái hàng này thì nó giống nhau hết. Nó mới, bác mà về mà chỉ để lấy xe pin thì các bác nên lấy thằng này. Đấy, thì thằng này ấy, hiện tại thì là trong đây nó có 5 cell Sony VTC5C các bác nhá. Cái thằng này em bán nhiều rồi, các bác không chắc em không phải review nhiều nữa. 170.000 các bác nhá, thằng này sẽ là 170.000, là 34.000 một cell. Và em sẽ có một thằng nó đắt hơn một tí xíu nữa, là cái thằng này thì nó sẽ nguyên hộp như thế này. Đấy, nó đắt hơn. Đấy, các bác thích cái thằng nào thì cũng thế thôi, bởi vì hai thằng này nó đều là như nhau hết. Đấy, thằng này dung lượng 2006, nội trở của nó sẽ là 13-14. Đấy, nội trở gốc nó cũng thế mà. Okay, đây, nó là sẽ mới đây, mới cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ có một quyển sách dày bịch như thế này. Và thằng này em sẽ bán 38.000 một xem, tức 190.000 một khối này. 190.000 một khối này các bác nhé. Bác nào có nhu cầu lấy thì cứ alo em này. Đấy, các bác thấy chưa, nó mới chưa, nó dã man chưa. Đấy, cái thằng này thì nó là mới tinh. Đấy, cái thằng này cũng là mới tinh. Nhưng mà thằng này là chưa có ra thị trường. Và thằng này thì sẽ bị tháo ốc 1, 2, 3, 4 con ốc để kiểm tra bên trong. Tất cả bên này Trung Quốc nó kiểm tra nó ấy hết về, nó thu về này. Đấy, và nó xuất sang. Còn thằng này thì là còn nguyên hết luôn. Thì thằng này là 185, em xin lỗi, 190.000, thằng này là 170.000, các bác thích lấy thằng nào lấy, cái thằng này thì nó có hộp hiếc đàng hoàng. Thì các bác thích lấy thằng nào lấy nhá, bởi vì nếu mà chung một sở thích lấy xeo á, thì của khối cát trơ này, cái này chưa kích hoạt nha các bác nhá, kích hoạt thì các bác về cắm cái jack sạc vào đây, cộng với cộng hai cổng liền kề này, đấy, cắm điện 18V vào đấy là nó tự nó sạc 21V, là tự động nó sẽ lên đồng hồ cho các bác thôi. Đấy, em chưa kích hoạt, còn bác nào muốn em kích hoạt thì báo em nhé, em kích hoạt cho. Đó. Bao các bác pin, em bao là bao xeo sống nhá. Em bao bán ở đây là em bán xeo các bác nhá, bao xeo sống nhá, còn lại mạch mỏng thì em không liên quan gì đâu các bác nhá. Em bán xeo các bác nhá, nên lưu ý là trong đây bán xeo, chẳng hạn như khối này 5 xeo nó như thế này thì em bán 170.000 là 34.000 một xeo. Còn thằng này thì đẹp hơn, em bán 38.000 một xeo. Đấy, thế thì các bác cho nhanh nhá. Nhiều bác bảo em là bán mạch bọng này kia thì có bao cái gì không? Không, em chỉ bao là xeo sống thôi. Bao xeo 100% là mới đẹp cho các bác. Rồi, tiếp theo là quả pin 8A VX40 nhá. Em đóng xeo là xeo VX40. Thì bán ở đây là bán sẽ là bán nguyên quả cho các bác nhá. Nguyên khối cho các bác như thế này. Bác nào về sẵn chiến thôi. Chiến công trình công chiếc là cho những con máy này là ok hết này. Quả này hiện tại em bán là 700.000 nhá. Đối với cái quả này, mạch đóng là mạch 120A, mạch xịn nhất bây giờ. Thì bác nào có nhu cầu lấy alo nhé, 700.000 một quả. Đấy, quá là VIP luôn. Cái quả đấy thì các bác đóng yên tâm đi, không bao giờ bị sợ bị không đủ xả hay là ngắt nhất thì không nhá, không có đâu các bác nhá. Pin xả cao rồi mà mạch cũng xả cao luôn nhá, các bác yên tâm luôn nhá. Rồi tiếp theo em lên cho các bác một ít pin các bác nhá, lên cho các bác một ít pin này. Thì đây ở trong những cái khối như thế này này, các bác thấy rồi này, đấy, những khối to to đó thì nó là cái pin cell này, là cell Samsung 33G. Đấy, thằng này thì các bác yên tâm nhá. Mua những cái thằng này về đóng thì nó quá là ổn luôn các bác ạ, quá là ổn luôn. Samsung 33G. Đấy, Samsung 33G các bác nhá. Thì nó sẽ là Samsung 33G. Thì khi mà về ạ thì tách ra nó sẽ bóc, nó sẽ lột trần truồng ra như thế này hết, nó bị dính keo hai đầu á. Đây, dính keo hai đầu nó sẽ bị rách hết như thế này. Thì về thì em sẽ co lại cho các bác như thế này. Đấy, các bác thấy đẹp không?
như mới thôi nhá. Đấy, nó sẽ là như mới như thế này. Thì nội trở của thằng này nó sẽ là 2728. Đấy, 2728 các bác nhá. Bao các bác là 2728. Đấy, bao các bác là 2728. Dung lượng của thằng này em sẽ bao cho các bác đạt là 2728 các bác nhá. Đạt các bác 2728 các bác yên tâm luôn. Đấy, đóng xe điện này, sạc dự phòng hay là các bác đóng cái gì cũng ngon các bác nhá. Đóng cái gì cũng ngon các bác ạ. Thì thằng này này, em sẽ bán cho các bác giá là co sẵn như thế này cho các bác là 20.000 một xe các bác nhá. Đấy. 20.000 một xe. Đấy. Đấy, 20.000 một xe. Đấy. 20.000 một xe các bác nhá. Thì là đã được co như thế này, đẹp đẽ như thế này, 100 xe để cho các bác giá 1.900.000. Còn các bác lấy như thế này, các bác về tự co. Lấy như thế này nhá, em sẽ đưa cho các bác co này. Đưa các bác co về các bác tự co chứ không phải là chỉ trần chuồng như thế này thôi nhá. À, thì lấy như này các bác về tự co. Em bán cho các bác giá là 1.800.000 xe. 1.800.000 xe các bác về tự co nhá các bác nhá. Còn lẻ thì tốt nhất em khuyên các bác nên lấy cái kia. Chứ còn lẻ cái này em cũng vẫn bán 20.000 các bác nhá. Yên tâm là như thế. Rồi, tiếp theo là xe Sony NC1. Các bác chưa yên tâm với cái thằng kia thì các bác lấy cái thằng này cho em. Sony NC1 dung lượng của nó là 2008. À, dòng xả của nó là 10C à 10A các bác nhá, dòng xả 10A. À, xả thấp các bác nhá. Con này xả thấp. Nội trợ em sẽ bao các bác 17 18. Thì thằng này chuyên để đóng xe điện này. À, cũng y chang như thằng kia thôi, xe điện rồi bình thuốc sâu rồi sạc dự phòng vân vân và mây mây. Thì thằng này hiện tại đang bán cho các bác lẻ là 26.000 xe. Sony NC1 tháo khối không nhá. Đấy. Bác nào mà điều kiện vừa cũng chơi 33G quá rẻ luôn rồi. Rồi, à, xả cao thì có một ít pin Samsung. À em xin lỗi, Sanzo. Đấy, Sanzo RX các bác nhá, xả cao nhá. Cái thằng này em còn mấy vạn nữa các bác nhá, yên tâm luôn. Đấy. À đây. À, nội trợ 12 13 các bác nhá. Bao các bác nội trợ 12 13. Bao các bác cứ 12 13 là các bác phẹt thôi. Đấy, yên tâm là như thế. Cứ 12 13 các bác nhá. Thì thằng này hiện tại em đang bán cho các bác giá là lẻ các bác nhá. Em báo lẻ luôn nhá. Lẻ em sẽ bán cho các bác giá 12 13 này. 22.000 một xe. Xỉ 100 xe sẽ là các bác lấy 100 xe với giá cực kỳ tốt luôn. Các bác cứ alo em nhà mua được nhá, 100 xe. Cứ alo em nhá. Đấy, xỉ các bác mua 100 xe thì cứ alo em. Còn các bác lấy 50 xe em sẽ để cho các bác giá 20. 50 xe em sẽ để cho các bác giá 20. Quá là ok luôn nhá. Còn lẻ các bác mua dưới 50 xe cứ 20.000 một xe, 22.000 một xe. Đấy, để bỏ công bọn em đóng các bác nhá. Để cho em còn có tiền công em trả lính cho bữa nay em nuôi ba thợ này. Hai mấy triệu một tháng nên là các bác thông cảm nhá. Đấy, bán pin là đớp không được nhiều đâu. Đấy, cắn không ngập mồm đâu. Những năm trước thì pin này em nói thật là cắn ngập mồm luôn. Nhưng mà mấy năm nay thì cạnh tranh nhiều quá, cắn không được mấy đâu. Rồi, cái mã này tiếp theo là mã Lysen chuẩn 100% các bác nhá. Lysen 2000 các bác nhá. Lysen 2000 này. Con này thì dung lượng 2000, dòng xả của nó là Sanzo RX thì em quên. Xả 20A, dung lượng 1800 các bác nhá. Đấy. Thằng này thì là Lysen. Lysen xám các bác nhá, nội trợ 13. Đấy, nội trợ 13 thì thằng này hiện tại thì dung lượng của nó sẽ được là 2000. Đấy. Chưa qua sạc xả nhá. Xả 20A thì thằng này thì quá là, các bác biết quá là nhiều rồi. Em bán lẻ là 25.000 một xe, một hộp 100 xe, giá 2.1 các bác nhá. 100 xe một hộp là 2.1, lẻ 25.000 một xe. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy alo nhá. Đấy. Các bác đừng có lầm tưởng giúp em là mua 10 xe và 20 xe rồi có giá tốt không. Em xin thưa là vẫn phải giá lẻ các bác nhá. Phải 10 xe hay 20 xe em vẫn phải cho lính bỏ công đóng hộp, in bill, rồi soạn đơn, đo cân bằng cho các bác tất cả mọi thứ. Thì 10 xe em cũng vẫn phải có như thế. Mà lợi nhuận thì 10 xe thì chắc chắn phải bằng 50 xe các bác mua kia rồi. Thì bọn em mới duy trì được cửa hàng nhá. Các bác lưu ý giúp em nhá. Chứ đừng có lăn tăn ba cái đồng bạc thì các bác cứ lăn tăn là khó chốt đơn với em lắm. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhá. Rồi, bác nào mà cứ sợ lời thì cứ nói chung là cứ vào việc nó dễ. Em sợ lời thì các bác cũng dễ, mà làm việc với em dễ lắm. Đấy, bớt được lòng nào em bớt luôn lòng đó nhá. Không phải lăn tăn. Còn không bớt được cái gì không bớt được thì các bác thông cảm. Rồi, tiếp theo là LG H15 nhá. LG H15 cái này đóng quá nhiều rồi. Em đóng cho khách tới cái này này, đóng cho khách tới bây giờ là mấy trăm xe rồi. Mấy trăm cục lớn đấy chứ không phải cục nhỏ đâu.
mà khách chưa khách nào chê hết, các bác kêu quá ngon luôn em ạ. Dung lượng nó thấp nhưng mà bắn tôn thì vẫn được cả ngày. Rồi, thằng này ạ, dung lượng của nó 1400, nội trở 11, 10, 11 đấy, nhưng mà bây giờ đang lạnh thì là 10, 11 này, thì cứ 3, 10, 11 cho dễ. Dòng xả của nó là 25A, dung lượng của nó chỉ được có 1400 thôi. Bác nào lấy về đóng khoan mài vít để thay cho những cái máy mà đóng những xe Trung Quốc ấy, máy mà pin đi theo máy đấy các bác, đóng đây này cực kỳ ngon luôn. Lẻ 14.000 một xe, lẻ 14.000 một xe tháo khối nhá. Tháo khối 1S đấy, cái thằng này mới chưa sạc xả đâu. Xỉ 100 xe, 1.200.000, không nói nhiều. Đấy, không bao ship, không gì hết. Đấy. Rồi, đây thêm cho các bác TB 2.500 các bác nhá, thêm bao gua 2.500 đấy các bác. Thằng này thì dung lượng của nó là 2.500, dòng xả của nó là 20, dòng xả của nó là 25A các bác nhá, 10C25A. Nội trở 13. Đấy, dung lượng 2.500, 2.500 mà thằng này cực kỳ rẻ này, các bác mua thằng này mới chiến này, EVE thì không có cửa. Đấy, EVE thì lên tới 30.000, 32.000, thằng này em bán lẻ cho các bác 27.000 một xe, 100 xe giá 2.500.000. Bác nào lấy alo nhá. Đấy. Rồi. Sony VTC5A cấn móc nhẹ chân thân, co lại vỏ các bác nhá. Thằng này chưa ai chê. Nó có mã QR dưới đít này. Đấy. Còn mã nào chê là em không bán nữa. Các bác lưu ý là em sẽ không có mã đó nữa. Đấy, thằng này sẽ nội trở của nó sẽ sáng, nó sẽ là 10. Còn hiện tại thì chỗ em hiện tại nó đang hơi xe xe lạnh, nên là nội trở nó sẽ là 11. Đấy, nó sẽ lên 11 chứ còn không phải là nó sẽ 11 đâu các bác. Nếu mà các bác tầm khoảng nắng lên là nó sẽ 10. Đấy, chỗ này hiện tại của em bây giờ đêm về đêm á. Bây giờ em quay là 11 giờ đêm rồi. Đây các bác xem này, 11 giờ đêm nhá. Đấy. Nó xe xe lạnh một tí nên là bởi vì thời tiết ở Tây Nguyên mà nó sáng nó nắng nhưng mà tối nó sẽ lạnh. Rồi, Sony VTC 5A này, thằng này em bán cho các bác giá là 34.000 một xe nhá, mới chưa hàn đầu đít này, cấn móc nhẹ co lại vỏ các bác nhé. Đó, thằng này là Sony VTC 5A. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có mới thằng 217 nữa. Em có mới thằng 217 nữa các bác nhé. Đấy, cái thằng này là Samsung 40T3, các bác tháo khối ra thì nó đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn các bác. Đây, nội trở 10-11, dung lượng của nó thì 3.900. Đấy, nội trở 10-11 các bác nhé. Đấy, nó là 11 hết đấy. 10-11 thì bởi vì nó là 11 đầu to, à 10 đầu to này. Thằng này Samsung 40T3, thằng này thì không có lệch áp, không có tụt áp như những cái thằng 40T các bác nhé. Thì thằng này hiện tại em bán cho các bác giá là một sale như thế này, lẻ các bác nhé. Em sẽ thanh lý luôn cho các bác giá. Hôm nay em sẽ bán cho các bác giá đẹp luôn, 37.000 một xe. Đấy, 37.000 một xe. Đấy, các bác nào lấy số lượng cứ báo em nhé, giá sẽ cực kỳ tốt nữa cơ. Tiếp theo, Samsung 48X, Samsung 48X 21700 nhé. Thằng này là 21700 này. Đấy, thằng này á thì là tháo khối mới chưa qua sạc xả đâu nhé. Tháo khối mới chưa qua sạc xả là cái khối mà các bác biết rồi đấy, cái khối mà 60V này các bác. Nội trở 13, dung lượng là 4.800 luôn nha các bác nhé. Dung lượng nó đủ luôn. Dòng xả của nó sẽ là 15A. Đấy. Thằng này đóng sạc dự phòng xe điện thì quá là ok luôn. Thằng này em còn ít thôi, không còn nhiều, 45.000 một xe. Sony VX40. Các bác đừng có nhầm tưởng với hàng Sony VX40 em bán là hàng, đây là hàng VIP, hàng chất nha. Còn nó sẽ có một loại trên thị trường nữa là loại co lại vỏ, thì nó cũng là hàng ngon đấy, hàng ngon, hàng chất. Nhưng mà nó là hàng co lại vỏ. Thì có hai loại các bác nhé. Một loại là không co lại vỏ, một loại là co lại vỏ. Thì các bác thích mua hàng nào thì mua, các bác ưng giá rẻ thì các bác cứ mua cái hàng co lại vỏ cho nó rẻ. Còn hàng của em là hàng vỏ zin các bác nhé. Vỏ zin thì các bác đừng so sánh nhé. Nội trở em sẽ bao cho các bác là 3-4 này, 3-4 nhé các bác nhé, 4 này. Đấy, đa số sẽ là 4 thôi chứ không có 3 đâu. 3 thì 39 không à, nên là không có 3 đâu. Đấy, thì thằng này em bán cho các bác giá là 55.000 một xe lẻ các bác nhé. Các bác muốn lẻ 55.000 một xe, 10 xe em sẽ để cho các bác. Nếu các bác mua 10 xe các bác nhé. Đấy, các bác mua 10 xe em sẽ bán cho các bác giá là 520.000. Đấy, bác nào có nhu cầu alo nhé. Thằng này Sony VX40, dung lượng của nó là 3.800, dòng xả 80A các bác nhé. Dòng xả 80A, thằng này xả rất là đỉnh cao luôn, cực kỳ ngon luôn. Rồi, à đây, thì em còn ít mật ong các bác nhé. Mật ong thì em còn cái mật ong rừng thì còn rất là nhiều. Nhà em thì mùa năm nay tích trữ được rất là nhiều mật ong rừng, đây là em bán ra thì rất là nhiều. Cái này thì hàng này là mật ong hoa cà phê, nhiều bác hỏi quá nên là em đã tìm được nguồn. Đấy, thì hàng này ạ,
thì bán cho các bác ạ, là bao chuẩn mật ong hoa cà phê nhé, không phải rừng nữa các nhé. Đây nó đang lên ga, nó đang lên ga phóng hết cả nắp rồi này. Đấy, ga đây này. Đây, thằng này hiện tại em đang bán cho các bác 1 lít là 120.000 một lít các nhé. Hiện tại mùa này và đầu năm, giữa năm nhé, tầm khoảng tháng 5, tháng 6 nó rất là nhiều. Thì lúc đấy là tầm khoảng 101 một lít. Thằng này hiện tại bây giờ là 120.000 một lít. Em bởi vì em lấy cao nó chênh lên, bởi vì mùa này nó có ít. Mùa này người ta lại đi tìm nhiều, bởi vì mùa này nó lạnh, ngoài Bắc nó lạnh thì lại cần mật ong với lại trưng đường phèn đồ này nọ. Cái thằng này thì mật ong nuôi nhá, mật ong nuôi hoa cà phê 100% nhá. Và mà còn các bác hỏi tại sao nó lại rẻ thế đấy, mật ong rừng năm nay còn rẻ, đừng nói đến cái thằng này nhá. Mật ong rừng năm nay quá nhiều luôn. Và giá năm nay rất là rẻ. Nên là các bác yên tâm đi, không có mật giả đâu. Giá năm nay để rẻ, không ai đi làm mật giả để bán đâu. Rồi, cái thằng này là 120.000 một lít nhá, mật ong hoa cà phê. Bác nào cứ lấy cứ alo em nhé. Em về hôm nay về số lượng cũng nhiều đấy. Các bác lấy cứ alo cái mật hoa này. Hết lâu rồi, nhưng mà những cái bác mà khách cũ của em á, mua hồi trước á, cứ hỏi em biết là có chưa mà nhiều khi em lười. Em đang bán pin thì em không muốn chuyển sang cái mặt hàng này, nên là các bác thông cảm nhé. Rồi, tiếp theo em sẽ bán cho các bác một cái combo như thế này. Một cái combo như thế này rất là ok và uy tín luôn. Đấy, em sẽ bán cho các bác một cái combo như thế này. Cái combo như thế này thì nó sẽ gồm như thế này các bác này. Nó sẽ gồm như thế này. Cái sạc này thì em sẽ không cho vào combo. Bác nào thích thì mua đây, bởi vì nhiều các bác có sạc rồi. Cái sạc này là sạc da đê. Đấy, sạc da đê xịn chính hãng 100% nha các bác nhá. Da đê này. Lithium battery này, Challenger. Đấy, cái này là chính hãng 100%. Cái lô này em thanh lý được của công ty rất rẻ. Cái sạc này hiện tại trên web đang bán là 500 mấy chục nghìn. Hứa danh dự luôn. Các bác cứ lên tra đi. Đấy, còn không phải bốc phép. Để các bác mua làm gì cả. Bởi vì em bán rẻ quá. Em bán bây giờ hiện tại như giá ve chai thôi. Còn các bác là nhiều bác là hỏi là đập ra rồi xem nó có cái gì bên trong thì nó như thế nào. Thì cái sạc này nhá, của công ty thì chắc chắn nó xịn rồi. Các bác yên tâm một điều như thế, em tình bán là em sẽ bảo đảm cho các bác là nó xịn như thế. Còn mà các bác có bảo bây giờ nó nẫy như thế này thì em bây giờ em không biết cậy đường nào mà nó ra cả, mà cậy ra thì nó hư mất một cái sạc thì có phải uổng đâu các bác. Đấy, thì nhiều khi thì các bác thông cảm cái việc đó nhá. Còn nhiều bác thì mua cả 100 cái rồi, nên là biết cái chất lượng cái sạc là như nào rồi. Và em đã dùng em bán cho khách rất là nhiều rồi. Cái này em sẽ bán cho khách là kèm theo pin này. Nó rất là ok, cực kỳ ok các bác nhá. Nói chung là bác nào tin tưởng thì mua, mà chưa tin thì cứ từ từ mua. Cái sạc này thì nó là jack tròn này. Em sẽ bán, nếu mà các bác mua thì em sẽ bán cho thêm một cái jack nữa. Jack là 15.000 các bác. Nhiều bác không cần cái này. Đấy. Còn nhiều bác là mua về đấu nối tiếp 3-4 cái lại với nhau các bác để cho sạc cho nhanh nha. Thì quá là ok luôn. Thằng này nó là sạc 13S các bác nhé. 13S 2A. Còn 54V 6 2A này các bác này. Dành cho những xe 4 bình mà đã lên pin các bác nhé. Đấy. Xe 4 bình mà đã lên pin thì quá là ok luôn các bác. Thì một cái sạc như thế này em bán cho các bác giá là 150.000, sạc da đen xịn chính hãng thôi nhá. Đấy, lô này em thanh lý được của công ty nên giá nó rất là rẻ. Còn bác nào mà cảm thấy ok thì mua, còn chưa ok thì các bác cứ từ từ đợi, cứ từ từ xem phản hồi đánh giá của các anh em khác mua các bác nhá. Đấy, cái thằng này thì cực kỳ ngon luôn rồi. Đấy, giá nó rất là tốt các bác nhá. Kể cả cái sạc tàu cũng không có giá này. Đấy, chứ chẳng ai mà mang cái sạc người ta đi sản xuất để bán cái giá này các bác nhá, bằng cái sạc 5S. Đúng không? Nên là các bác yên tâm một điều như thế. Rồi, tiếp theo là một cái mạch với lại combo vỏ mạch. Combo vỏ mạch 14S 6B này. Cái mạch này thì tùy chỉnh nhá. Chỉnh được 14S này, 13S, 10S này. Đấy. Còn cái vỏ này là 14S 6B, trong vỏ này thì tất đầy đủ tất cả khung kẽm chống nước đầy đủ các bác nhá, cho các bác dùng. Đấy, không thiếu gì hết. Thì một bộ như này sẽ là 300.000, em sẽ bán cho các bác rẻ lẻ là 300.000, kèm theo pin như thế này. Thì một bộ này sẽ kèm theo pin Samsung 33G như thế này. Thì các bác sẽ, em sẽ bán cho các bác là 78 cell Samsung 33G để các bác đắng 13S6B. 13S6B thì sẽ là giá là bao nhiêu? 1.800.000. Đấy, 1.800.000. Cái combo này các bác về tự đóng quá ngon luôn. Còn em tình đóng sẽ lấy là 2.200.000 và bảo hành cho các bác 1 tháng. Đấy, em mà đóng một combo xe điện là em sẽ lấy là 2.200.000. Bảo hành cho các bác 1 tháng. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhá. Đây, Samsung 33G nhé các bác nhé. Bác nào có nhu cầu lấy alo, cái combo này quá là rẻ rồi. Các bác nào lấy thì quá là tốt luôn rồi. Đấy, đóng về tự đóng thì bao uy tín luôn. Đây, nói nãy giờ quên mất cái thằng này. Thằng này vừa về 2.000 này. Đấy, vừa về thêm 2.000 này. Sony VDC
6A có nhé, Sony VDC 6A. Các kiểu con đại điểu đây cho các bác xem mới xeo một. Đây, đều lắm các bác nhé. Đấy, Sony VDC 6A. Thằng này á thì dung lượng của nó thì hiện tại thì là hàng tháo khối nhá. Đấy, hàng tháo khối thì bao các bác là 3.700 thôi. Dòng xả của nó sẽ được là 40A, nội trở sẽ là 90, nội trở 90 các bác nhé. Nội trở 9, nội trở 10. Thằng này thì nó là Sony VDC 6A. Đấy, bác nào mua về đóng pin thì ok nhé. Thằng này thì em bán lẻ cho các bác giá là 42.000 một xeo. 100 xeo thì sẽ là giá 3.800.000 nhé. Đấy, 50 xeo sẽ là giá là 40.000. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé, em báo giá rồi các bác khỏi phải hỏi nữa. Thằng Sony VDC 6A này. Đấy, thằng này thì 21700 các bác nhé, 21700 chứ không phải 186 đâu các bác nhé. Rồi, thì em review là một ít cái hàng của em đến đây. Thì các bác nào có nhu cầu là mua Sony VDC 6A này, đây các bác xem em còn một ba led pin này. Đấy, đây chưa là gì đâu nhá, còn trong nhà em nữa nhá. Các bác muốn mua bất kỳ một cái linh kiện gì hay là pin gì thì cứ báo em nhá. Đấy, em còn một ít EVE 50E, các bác nào có nhu cầu lấy alo nhá. Đấy, cái đấy bán sau. Bác nào có nhu cầu lấy pin, máy, sạc, vỏ, em có bất cứ các thứ cái đấy, các bác cứ alo là sẽ có hàng nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Nhớ cho em xem một like, đăng ký kênh, ủng hộ nhé. Em chào các bác ạ.